Cuối giờ chiều nay ngày 23 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở ngành địa phương để tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận 195 ca mắc COVID-19, chợ đầu mối đang có nguy cơ cao. Dự kiến khoảng 650 người liên quan đến 5 ca F0 tại chợ sẽ thực hiện xét nghiệm sàng lọc vào ngày mai. Hiện quận Sơn Trà là địa phương có số ca mắc cao, quận đang khẩn trương khoanh vùng, truy vết các ca mắc liên quan. Ngoài ra, quận cho biết công tác cách ly F1 tại nhà và điều trị F0 tại nhà trên địa bàn phường Thọ Quang có diễn biến tốt. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhận định tình hình số ca mắc COVID-19 và số ca cộng đồng tăng cao. Liên quan đến chợ đầu mối, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị Sở Công Thương và chính quyền địa phương đánh giá nguy cơ, mức độ để nhanh chóng đưa ra các biện pháp mạnh. Đối với các ca mắc tại địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị xử lý triệt để, kịp thời. Tôi khi nào tôi cũng phải dùng hai từ là triệt để, tức là không có để sót, kịp thời là nhanh đó, để mà cho các cái liên quan đến các khu phong tỏa hay là các cái điểm nóng mà chúng ta đã phát hiện ra ca dương tính, tức là chúng ta phát hiện ra các tiêu điểm, đúng không? Tiêu điểm để mà chúng ta có cái ổ dịch thì chúng ta phải xử lý. Thế bây giờ thì chúng ta không có thể tổ chức liên tục sàng lọc và ở hộ gia đình nữa. Thì tất cả các cái tiêu điểm, có cái những cái điểm đó là những cái tiêu điểm để giúp cho chúng ta mở rộng cái việc xét nghiệm sàng lọc để mà phát hiện sớm các ca dương tính. Với một cái tinh thần như vậy thì là chúng ta sẽ bốc F0 kể cách ly kịp thời. Thì đề nghị là các địa phương, các đơn vị chúng ta tinh thần như vậy. Hiện nay Sở Y tế đang tìm vết các đối tượng còn lại, đề nghị lãnh đạo các quận huyện lưu ý các tổ dân phố sàng lọc kỹ các đối tượng chưa tiêm và không có nguyện vọng tiêm, nắm thông tin để có báo cáo xử lý sau này. Đồng thời yêu cầu sở sớm hoàn chỉnh kế hoạch tiêm mũi 3, ưu tiên trước cho lực lượng nhân viên y tế, cố gắng tiêm sớm trong tháng 1. Hôm nay các ca bệnh nặng lên con số 13, con số đang tăng cao, nhận định nguy cơ lớn, có dấu hiệu nguy hiểm, đề nghị các địa phương cố gắng giảm số ca mắc.